Chào anh em, trên tay mình là chiếc đồng hồ giá rẻ cao cấp nhất từ Xiaomi Mi Pro. Smart đầu tiên của Mi Pro có GPS và thay đổi toàn bộ hệ điều hành. Vậy nó có những ưu nhược điểm như thế nào? Hãy cùng mình xem hết video nha. Hộp rất là đặc trưng của dòng Mi Pro. Sau khi làm xong video này thì mình sẽ tặng luôn đồng hồ này cho anh em nhé. Do đây là một đồng hồ thể thao cho nên nó sẽ có GPS tập luyện và không có nghe gọi, anh em chú ý nhé. Có màn hình OLED display, GPS tập luyện độc lập, dual core master chip, ở đây thì ghi là Bluetooth 5.1, tuy nhiên thì ở dưới hộp lại ghi là Bluetooth 5.0, có vẻ như là sai sót một xíu thông tin khá là cơ bản của Mi Pro, chống nước là 50 tem. Theo như thông số thì có cục pin dung lượng là 460mAh, cho nên thời lượng pin sử dụng lên tới 24 ngày, 70 chế độ thể thao, có tính năng OLED display và theo dõi nhịp tim này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ mở hộp nhé. Dăm ba cái tờ giấy hướng dẫn này, sau khi anh em xem hết video thì cũng chả cần xem đâu. Còn đây là cái dây sạc từ tính của nó này, trông nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh có logo Mi Pro. Tuy nó nhỏ vậy thôi nhá, nhưng mà sạc rất là chắc chắn đấy. Này, lực hút rất mạnh, thời gian sạc mất khoảng 1 tiếng rưỡi là đầy nếu mà từ 0% pin. Kiểu dáng của chiếc đồng hồ này rất thể thao. Khung kim loại này không cần quá nhiều các cái họa tiết hay là vạch kẻ. Các cái khối nổi này được đặt đúng các cái vị trí chữ cần thiết như là Home, Sport. Và đặc biệt thì mình thấy là có một cái dòng chữ khá dài là Biosensor, dịch tiếng Việt là cảm biến sinh học. Nhưng mà mình thấy là không cần thiết lắm cho một con đồng hồ thể thao. Nếu như đây là một chữ Sport gì đó thì mình nghĩ là nó sẽ hợp lý hơn. Màu của cái khung viền này thì nó sẽ hơi ngả sang cái màu ghi xám để gây nổi bật và khác biệt hơn so với thân máy. Thân và lưng thì vẫn được làm bằng nhựa thôi. Cho nên là trọng lượng tính cả dây thì mình cân vào được là khoảng 56g. Nên là đeo rất đã dù anh em tập tành vài tiếng. Sờ cái phần thân này thì mình thấy là nó dám dám mịn để tránh xước. Hai nút cứng thì được đặt vị trí ở thân bên phải. Và mình thấy là cái nút này cũng được làm bằng kim loại. Nó kiểu nhỏ nhỏ, gọn gọn. Đấy, bấm rất là sướng. Khi mà anh em tập thì không bị cấn tay đâu. Dây đeo thì có kích cỡ là 22mm. Nhưng mà chốt dây thì lại là 18mm. Anh em chỉ thay thế đúng cái loại dây dành riêng cho đồng hồ này thôi. Mình thấy cái dây thao máy đeo cũng rất là dễ chịu. Khóa dây thì được làm bằng thép luôn. Nhìn rất là cứng cáp. Còn với kích cỡ của Mi Pro GS thì cần anh em có chu vi cổ tay phải khoảng tầm 16cm trở lên thì đeo mới hợp nhá. Có một điểm đáng chú ý về màn hình của GS là để tăng độ sắc nét từng chi tiết nhìn rõ ràng chân thực hơn ở các cái tầm nhìn khác nhau. Mi Pro đưa vào một công nghệ rất đặc biệt trên màn hình AMOLED này mà mình chưa từng nghe qua. Định nghĩa về công nghệ này gọi là Built-in PSRAM, tức là có khả năng truyền động cấp chip thông qua cái bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên giả tinh. Rất ít thông tin về vấn đề này, nhưng mà phải công nhận là con màn AMOLED này có độ sắc nét rất cao. Có thể thấy là tương đương với các cái màn trên các con đồng hồ Samsung hay là Apple Watch cao cấp. Nếu như mà anh em nhìn kỹ vào rìa quanh icon hay là chữ thì thấy không có các cái điểm pixel. Màu sắc thiên về tự nhiên chứ không quá rực màu. Độ sáng cũng rất tốt, tuy mình không biết rõ là bao nhiêu nit nhưng mà ngoài trời sử dụng vẫn nhìn ngon lành. Có hỗ trợ tính năng OLED display với 4 mặt đồng hồ chờ, tuy không có set lịch bật tắt nhưng mà có thể nhận diện tắt khi mà anh em đang ngủ. Mặt trời có độ sáng vừa đủ để anh em xem giờ ở các cái điều kiện khác nhau. Cảm biến lắc cổ tay xem giờ ổn, khá nhạy và màn hình hiện nhanh. Có tính năng cử chỉ úp lòng bàn tay tắt màn, tuy nhiên không có chạm sáng màn hình. Màn có bám vân tay nhẹ nhưng mà không gây mờ kính làm ảnh hưởng tới trải nghiệm. Nhưng mà dùng vuốt kính thì có vẻ là mình thấy là hơi bị rít tay. Hệ điều hành ở đồng hồ này có hai bất cập nhỏ. Đầu tiên là vuốt phải, vuốt trái nó sẽ không có widget như các cái đồng hồ bình thường khác mà nó là đổi mặt đồng hồ. Bao gồm có 4 mặt mặc định và cài thêm một mặt từ kho mặt online. Còn bên trên là thanh trạng thái này, thiếu đi các tính năng như là bật tắt đèn pin nhanh và chỉnh độ sáng. Nếu như anh em muốn chỉnh độ sáng lại phải vào trong cài đặt cơ. Đây là trình bật tắt tiết kiệm pin, chế độ không làm phiền này. Và có thêm một phần khá thừa thãi là quét barcode để tải ứng dụng về kết nối điện thoại. Trong khi đó mình đã kết nối điện thoại rồi thì cần gì phải có barcode nữa làm gì. À, đặc điểm hay ở trên con đồng hồ này đó là mình thấy hiệu ứng animation của nó khi mà đổi mặt hoặc là thoát ứng dụng khá hay. À, di chuyển mặt đồng hồ sang thì mặt đồng hồ cũ nó sẽ bị nhỏ lại. Như vậy cảm giác có vẻ là nó mượt mà hơn. Có một vài mặt đồng hồ thì nó sẽ có các cái icon để anh em truy cập nhanh các ứng dụng. Nếu như có những cái thông báo chưa đọc ấy thì nó sẽ có một dấu chấm đỏ nhỏ nhỏ ở đây để cảnh báo cho anh em biết. Ngay phía dưới là thông báo rồi. Mình thấy vuốt ở trong thông báo khá mượt mà và nhận được tối đa là 20 thông báo gần nhất. Đặc điểm thông minh của Mi Pro GS đó là nó sẽ gộp tất cả các thông báo trong một ứng dụng là một. Như vậy thì anh em sẽ kiểm soát thông báo một cách dễ dàng hơn. Như ở đây là trong Facebook này. Đấy, anh em thấy là giao diện thông báo cũng rất đẹp. Đấy, phồn chữ cũng cực kỳ ngon lành luôn. Ngon hơn so với các cái đồng hồ Mi Pro cũ anh em ạ. Đây là tin nhắn từ Messenger. Mình có test emoji thì nó không nhận được.
Còn đây thì mình có test một tin nhắn hiển thị nội dung xem là như nào. Thì nó nhận được khoảng tầm 4 đến 5 dòng trên cả iPhone và Android. Còn đây là tin nhắn từ Zalo này. Thì nó không hiển thị icon và tên ứng dụng. Một vài ứng dụng mà cái kiểu lạ lạ ấy thì nó sẽ không hiển thị đâu nha. Đấy, nếu như mà dài quá nó sẽ hiển thị ra 3 chấm như này nha. Không bị lỗi ngắt chữ xuống dòng gì cả. Nói chung là bắt đầu từ con MyPro GS thì họ đã cải thiện rõ rệt hơn so với các cái con đồng hồ MyPro cũ. Bấm ngay nút dưới là vào các chế độ tập luyện thể thao, nó có tối đa là 70 môn. Anh em có thể tùy biến được các ứng dụng ở cái nút này nha. Còn bấm nút Home để vào giao diện ứng dụng, nó sẽ có hai kiểu giao diện. Đầu tiên là cái kiểu giao diện tổ ong này, mình thấy là mượt mà phết. Để đổi thì anh em sẽ vào trong cài đặt nhá. Mình sẽ tiện đây nói luôn tất cả các cái tùy chỉnh ở trong cài đặt. Đầu tiên là mức độ rung, thì mình thấy là rung ở con này chỉ ở mức trung bình thôi. Trong đây là toàn bộ các cái tùy chỉnh về màn hình, thời gian chờ màn hình từ 5 giây cho đến 1 phút. Chỉnh độ sáng này, khá bất tiện khi mà không có chỉnh độ sáng ở trên thanh trạng thái. Còn đây là tùy chọn bật tắt AOD, nó sẽ có khoảng 4 mặt chờ AOD nha. Tăng để hiển thị AOD, đó là khi mà anh em bật lên ấy, thì nó sẽ luôn luôn hiển thị mặt chờ khi mà đeo lên tay và chỉ bấm nút cứng để vào trong mặt đồng hồ chính thôi. Còn nếu như mà tắt đi ấy, thì khi mà anh em lắc tay lên thì mặt chờ nó sẽ chuyển sang mặt đồng hồ chính. Đấy, có cả tính năng là tự động tắt AOD khi ngủ. Như vậy nó sẽ tối ưu thời lượng pin khi mà anh em để chế độ AOD. Đây là đổi dạng giao diện này. Mình sẽ đổi sang dạng danh sách cho dễ sử dụng nha. Đấy, tùy chỉnh cái phím tắt ở trong đây. Anh em có thể đổi được các cái ứng dụng khác mà mình muốn. Đây là bật tắt chế độ không làm phiền này. Kết nối điện thoại. Chỉnh ngôn ngữ thôi. Bật tắt chế độ tiết kiệm pin. Giao diện dạng danh sách thì mình thấy là cũng khá mượt. Họ lại cho cái phần cài đặt ở ngay trên đầu luôn. Đầu tiên là theo dõi nhịp tim này. Các môn tập luyện thể thao. Đo SpO2 oxy bão hòa trong máu này. Đấy, tiếp theo anh em lại thấy là animation khi mà thoát ứng dụng của nó rất là cái kiểu điện ảnh chìm sâu xuống và hiện dần dần ra ngoài. Nhìn phải nói là cảm giác nó dùng cái con đồng hồ này nó thích thú hơn ấy. Đây là theo dõi hoạt động đầy đủ các thông tin, có biểu đồ luôn. Đây là thư giãn hít thở. Tiếp theo là theo dõi stress mức độ căng thẳng. Theo dõi giấc ngủ này cũng có biểu đồ để cho anh em xem chi tiết ngay ở trên đồng hồ luôn. Thời tiết, hẹn giờ này, đặt chuông báo thức. Anh em đặt chuông được trực tiếp ở ngay trên đồng hồ luôn. Bấm giờ nhá. Đây là nhật ký tập luyện này. Đây thì anh em sẽ biết được khá khá thông tin khi mà tập luyện xong. Tuy nhiên để xem một cách chi tiết hơn thì nên lên trên app MyProFit nha. Tìm điện thoại có khiển nhạc nhá. Khiển nhạc trên con này rất ngon. Hỗ trợ trên cả iPhone và Android. Icon máy tính này, nhìn rất đẹp mắt luôn. Đây là xem lịch rồi. Kiểu lịch này rất giống ở trên điện thoại này. Và có ứng dụng la bàn dành cho anh em phượt thủ. App kết nối vẫn là MyProFit thôi. Trên iPhone khi mà vừa kết nối ấy, thì mình thấy là có vấn đề về dịch thuật khi mà anh em để ngôn ngữ tiếng Việt ấy. Tuy nhiên thì nó cũng không ảnh hưởng khi mà vào trong rồi thì ngôn ngữ tiếng Việt vẫn hoàn toàn bình thường. Đây là các thông tin về hoạt động cũng như là sức khỏe. Mình sẽ cho anh em coi kho mặt đồng hồ của nó luôn. Ở trên MyPro GS thì được cập nhật có khá nhiều mặt đồng hồ mới. Nhiều chủ đề khác nhau. Còn đây là mặt tùy biến theo ảnh cá nhân này. Thì anh em có thể chỉnh được các cái vị trí, thời gian và màu sắc nữa. Tiếp theo là về thông báo. Hiện tại trên MyPro GS đã có thể nhận được thông báo từ Zalo trên cả điện thoại Android và iPhone ngon lành. Ở trong sở thích này thì nó sẽ có các cái tùy chọn dành cho đồng hồ. Đây, có tự động phát hiện tập luyện nhưng mà chỉ có bộ môn chạy thôi nha. Theo dõi nhịp tim này, đo SpO2, tất cả đều có thể bật tự động ở trong đây. Thông báo nghe gọi khi mà kết nối với điện thoại Android, anh em sẽ có thêm tính năng gửi nhanh tin nhắn báo bận nếu mà không tiện nghe máy. Không nhận thông báo cuộc gọi ứng dụng bên thứ ba, kể cả là điện thoại iPhone cũng như là Android. Ok, bây giờ thì mình sẽ test đếm bước. Có vài anh em hỏi thì mình đếm bước chân như nào mà 200 bước. Đây, mình chỉ đếm nhẩm mồm thôi. 1, 2, 3. Lần đầu tiên test bị hụt mất 10 bước chân. À, lần này thì bị dồi lên mất 1 bước thôi. Lần test cuối cùng vẫn là 201 bước. Chỉ nhảy đúng 1 bước thôi. Như vậy thì mình có thể thấy là độ chính xác về bước chân của nó phải nói là cực kỳ ok. Đây, anh em thấy là mình đang ứng im một chỗ nhá. Không bị nhảy bước luôn. Về GPS, đánh giá đầu tiên của mình về tốc độ định vị khi tập luyện ngoài trời. Khi sang mỗi ngày mới, lần đầu tiên khi check luôn chậm tới cả 1 phút, thậm chí là hơn. Các lần sau chỉ mất vài giây.
có vẻ như là để update cái AGPS định vị quanh khu vực ban đầu ấy. Còn về độ chính xác thì mình đã đạp xe ngắm đường buổi tối thêm một chiếc Garmin nữa. Khoảng cách chênh lệch giữa hai đồng hồ là rất ít, chỉ gần 100m cho tổng quãng đường C10 cây. Vấn đề sai lệch nhỏ này có thể là do một vài cung đường nhỏ ban đầu bị lệch một chút, nhưng theo mình là nó vẫn ổn. Với một người tập luyện không chuyên nghiệp, dùng cơ bản tập nhẹ nhàng thì rất là phù hợp bởi không có quá nhiều các cái thông số phức tạp. Tuy nhiên, đáng tiếc là nó lại không có chỉ số VO2max. Với nhịp tim thì mình lại so sánh với Garmin. Đây, anh em lại phải xem lại cái bài mình test đạp xe. Thông số về nhịp tim trung bình và tối đa chênh lệch chỉ 2-3 nhịp. Tuy nhiên, với biểu đồ nhịp tim mình nhận thấy có vấn đề nhỏ. Ngay khi bắt đầu xuất phát là lúc nhịp tim bình thường nhất mà MyPro GS đo được lên tới 146, tức là tối đa nhất, và ngay lập tức nó giảm xuống trong vài phút. Các kết quả trong biểu đồ về sau thì lại thấy là nó ổn định. Cho nên là mình kết luận rằng nhịp tim đồng hồ này nó đo ổn ấy, nhưng mà anh em nên chú ý khoảng thời gian ban đầu tập luyện có thể là nó sẽ bị sai số nha. Theo dõi giấc ngủ, trước tiên là các cái khung thời gian bị tỉnh giấc này, thức dậy và chuẩn bị ngủ mình đều thấy chuẩn. Dạo này thì mình ngủ muộn, cày lại cái bộ One Piece toàn tới hơn 1 giờ đêm anh em ạ. Còn cứ tầm hơn 6 giờ, 7 giờ là dậy đi tè phát xong rồi ngủ thêm xíu, cũng đều thấy khớp, như vậy là mình thấy là cũng đáng tin cậy đấy. Thời lượng pin thì mình luôn dùng hết co nhất có thể, như là bật full mọi thứ từ thông báo này cho tới theo dõi sức khỏe. Bật nghịch màn sáng nhiều lần mà thông báo chắc là phải một ngày tầm 100 cái ấy. Còn GPS thì tập tổng khoảng 3 tiếng thì xài cỡ được gần 1 tuần. Còn nếu như mà anh em bật màn chờ AOD nữa thì xem được cỡ gần 2 ngày là hết rồi. Hỏi sao mà trong cài đặt tùy chọn AOD họ có cảnh báo là đừng bật, không được như kỳ vọng ban đầu lên tới 24 ngày như MyPro công bố, nhưng mà được cái thì sạc cũng khá nhanh. Mình nghĩ là với anh em mức dùng thông báo cơ bản thì pin sẽ ngon hơn so với mình nhiều. Cảm ơn anh em đã xem đến cuối video này, một bài đánh giá chi tiết của mình về MyPro GS đang được sự quan tâm rất lớn từ anh em cộng đồng Smartwatch tại Việt Nam. Với tầm tiền loanh quanh 1 triệu năm, mình thấy là khá phù hợp cho anh em có nhu cầu mua một chiếc đồng hồ có GPS tập tành cơ bản này. Ngoài ra thì nó cũng có thời lượng pin tốt và màn hình cũng cực kỳ đẹp nữa. Có ngôn ngữ tiếng Việt dễ sử dụng này, thông báo phone chữ đẹp và dùng cũng bao mượt. Nếu tài chính hạn hẹp thì anh em có thể tham gia mini game của mình để nhỡ đâu trộm vía lại có xài miễn phí thì sao. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Mình là Lâm đến từ hội Smartwatch Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.